Và bây giờ mình cho các bạn xem một cái cảnh mà đây này, nó thiết kế phải nói rất là đẹp luôn. Các bạn có thể thấy bên trong tòa nhà hành chính đó, thì nó có những cái thanh sắt rất là to. Như các bạn thấy đây này, mình quay gần cho các bạn xem. Phải nói thanh sắt cực kỳ to luôn. Những cái miếng sắt như thế này to và kết nối đan chéo với nhau. Đó, để nó tạo ra cái khuôn hình chính cong bên ngoài. Và cái khoảng này là sẽ là khoảng trống luôn. Đó, chỗ này khoảng trống thay vì để có thể là tiết kiệm để tức là làm một cái hình tức là để một cái căn phòng hay là làm gì đó, nhưng mà mình thấy này đó, chỗ khoảng này trống luôn và ở phía trên cũng thấy các bạn có thể thấy này đó, để nó tạo nó uốn cong ra để nó tạo cái vỏ ngoài đó, giống như hình quả trứng và bên ngoài mà các bạn đã thấy đó. Và tiếp theo mình sẽ đi lên cho các bạn xem đây đó, rất rất là đẹp luôn đây. Wow. Phải nói đây như các bạn có thể thấy nó hơi tối một chút. Đó, ở đây có số 5 là mình nghĩ tầng 5. Hồ rồi tức là cái home. Và đây nè, nó hình chữ. Đó, các bạn có thể thấy. Và mình sẽ đi lên tiếp theo. Ở phía ngoài mình thấy rất là cao. Và cái tòa nhà hình chữ này mình thấy không lẽ là không không nghĩ nó là một cái gì đó. Và đây bây giờ mình đang ở trên tầng 5 rồi. Tầng 5 thì và mình thấy đây này, các bạn có thể thấy nó tầng nó cũng ấy rồi, kín rồi. Nó không biết là đây là cái gì nhỉ? Pool. À, chỗ này khóa rồi, không thể được. Mình không biết là bên trong kia là có cái gì nhỉ? Hiện tại mình đang ở trên tầng 5 đây và các bạn có thể thấy đây. Ở cái này một cái góc nhỏ nha. Wow. Đây một cái tòa nhà. Ở bên trong đó là mình thấy nó khóa cửa rồi. Thì chỗ này có lẽ không phải tự do đi lại. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống.